Đây là cảnh sân chơi tại một trường tiểu học ở thành phố Mississauga, tỉnh Ontario, Canada. Bây giờ là gần giờ trưa ngày thứ bảy, là ngày cuối tuần ở Canada. Hôm nay tính theo giờ Việt Nam là ngày 1 Tết âm lịch, năm Giáp Thìn. Mọi người ở Việt Nam thường hay hỏi ở Canada thì họ có tổ chức Tết âm lịch hay không. Người Việt Nam có ăn Tết như ở bên quê hương của mình hay không? Thì đây là một cái cảnh vào sáng thứ bảy ngày 1 Tết này. Mình thì gọi là ngày mùng 1 Tết, chứ còn đối với tuyệt đại đa số thì họ ít biết cái ngày Tết âm lịch này, và Canada họ cũng chưa có gọi là đưa cái Tết âm lịch thành cái kỳ nghỉ chính ở đất nước này, như là cả cái ngày Tết dương lịch với lại là Giáng sinh. Một khung cảnh rất là bình yên như tất cả các ngày cuối tuần khác ở Canada. Thường thường ở đây thì dân chúng họ ngủ dậy rất là trễ vào các ngày cuối tuần. Bây giờ chúng ta thấy đã hơn 11 giờ trưa rồi, nhưng mà đường rất là vắng. Đây là một khu dân cư khá đông, chứ không phải là ít dân đâu, rất là đông. Nhưng mà xe cộ thì rất vắng, tại vì họ vẫn đang ngủ nướng vào sáng thứ bảy. Chỉ có một số các cái gia đình có con nhỏ đó thì họ hay chở con đến các cái sân chơi ở trong các cái trường hay là các cái công viên, được xem như là các cái nơi công cộng để trẻ tự do vui chơi. Thì gần như trường tiểu học nào ở Canada, chính phủ họ cũng đầu tư cho một cái khoảng đất rất là rộng, và trong đó là có một cái sân chơi. Cái playground này là sử dụng cho học sinh tại trường, đồng thời là cho cộng đồng địa phương họ đến họ sử dụng, chứ không phải là đóng cửa như là ở tại Việt Nam. Tại vì đất này là đất công, kể luôn cả các cái trường đại học với các cái trường cao đẳng, cái khuôn viên ở bên ngoài là của công, cho nên dân chúng có thể đến để sử dụng. Chúng ta nhìn thấy một cái khoảng đất rất là rộng. Bây giờ đang là mùa đông cho nên là cỏ nó không có xanh, dưới đất thì nó đang ẩm ướt do tuyết nó đọng từ trước, rồi bây giờ nắng lên thì nó tan ra. Cỏ thì nhìn như là nó bị cháy vậy thôi, nhưng mà tới khoảng tầm tháng 3, tháng 4 bắt đầu nó mọc xanh lên lại. Một số bà con Việt Nam hiện giờ đang đi các cái chùa, nếu mà họ theo đạo Phật hay là họ theo truyền thống lễ Tết ông bà tổ tiên, thì họ hay đến chùa để thắp nhang để cầu nguyện. Thì các cái chùa hôm nay là sẽ rất đông, tại vì nó ngày mùng 1 Tết nhưng mà nó lại trùng vào ngày thứ bảy, cho nên từ đây tới trưa thì các cái chùa sẽ rất là đông. Cuộc sống ở đây nó rất là yên ắng, nó không có xô bồ như tại Việt Nam chúng ta. Mấy đứa nhỏ nó vẫn đang chơi ở trong cái sân cầu tuột này. Nó chỉ có một cái khu vực này thôi, tại vì kế một bên á là các cái lớp gọi là mẫu giáo, từ 4 tuổi cho tới 5 tuổi, cho nên là khu vực này được sử dụng nhiều. Trường này là dạy từ
4 tuổi cho tới hết lớp 6. Mặc dù ở Canada thì trường tiểu học ở tỉnh Ontario là từ lớp 1 cho tới lớp 8. Nhưng mà riêng cái trường Springfield này thì chỉ nhận tới lớp 6 thôi. Sau đó tới lớp 7 và lớp 8 thì họ chuyển học sinh sang các cái trường lân cận. Thì đúng ra các cái trường gọi là secondary school đó, tức là trung học, thì nhận từ lớp 9 cho tới lớp 12. Nhưng mà một số trường thì họ lại nhận luôn cả học sinh lớp 7 và lớp 8. Lớp 7 và lớp 8 vẫn thuộc cái cấp học tiểu học ở tỉnh Ontario. Cho nên cho dù cái trường đó là từ lớp 7 cho tới lớp 12, thì trong trường vẫn có hai hiệu trưởng. Một hiệu trưởng phụ trách là lớp 7 với lớp 8, tạm gọi là middle school, tức là cái cấp ở giữa giữa. Ở bên Việt Nam mình nó giống như là trung học cơ sở vậy. Còn một hiệu trưởng là phụ trách cho cái secondary school, tức là từ lớp 9 cho tới lớp 12. Một số trường họ có cái hình thức kết hợp như vậy. Lý do là vì khi mà xây dựng cái trường này, có khả năng là họ chỉ đáp ứng được một cái số lượng phòng học nhất định, chứ không phải là nhiều phòng học để có thể nhận học sinh từ khối lớp 1 cho tới hết lớp 8 luôn. Cho nên là các cái trường lân cận thì lại là xây sau, cho nên là họ có nhiều phòng hơn và họ tiếp nhận học sinh từ lớp 7 cho tới lớp 12. Chúng ta nhìn quanh thì cái khuôn viên nó rất là rộng, tại vì đây là một cái trường tiểu học công lập dành cho dân chúng ở địa phương ở đây. Và thông thường một cái trường trung học hay là một cái trường tiểu học thì nó rất là rộng, tại vì chính phủ họ phải quy hoạch và họ phải cho một cái quỹ đất rất là rộng. Mặc dù bên ngoài thì chúng ta thấy cũng không có gì nhiều ngoài cái chuyện là đất rất là rộng thôi, để cho học sinh nó có thể ra nó chạy nó nhảy ở bên ngoài. Còn mọi thứ sinh hoạt đó thì nó nằm ở bên trong. Và cái loại hình xây dựng này, loại hình kiến trúc này nó rất phổ biến ở Canada hiện giờ. Nhìn thấy nó không có cao, tại vì họ cũng không có nhu cầu để xây cái trường nó quá cao. Nhìn vào bên trong đó, nó có một cái một tầng thôi. Và phía dưới thì họ có thêm một cái basement, tức là cái tầng hầm. Nó cũng rất là rộng. Và dưới đó có một cái phòng giống như là để gọi là phòng gym, rồi để chơi bóng rổ, rồi để tổ chức các cái buổi gọi là họp mặt hay là sự kiện của trường, như là lễ tốt nghiệp, như là biểu diễn nghệ thuật, vân vân. Ở trường này họ có khoảng cỡ 400 mấy chục em học sinh, từ lớp mẫu giáo cho tới hết lớp 6. Thì trong này có 4 tuổi, 5 tuổi thì học nguyên cái khu này nè. Cho nên nó có một cái sân chơi ở đây. Trước đây thì đất không, và học sinh nó ra nó chơi và rất là dơ. Cho nên là bây giờ họ chuyển thành là cái cỏ nhân tạo để cho các em nó chơi ở đây. Thì những cái em học sinh mà lớp 4, từ 4 tuổi với 5 tuổi này đó, nó thuộc gọi là cái nhà trẻ, cho nên là nó có một cái ngành học gọi là Early Childhood Education. Những cái bạn nào ở Việt Nam mà đi du học sang đại học cái ngành Early Childhood Education á, tức là đi dạy trẻ mầm non thế này. Và một số các cái tỉnh, ví dụ như là British Columbia, là những cái bạn nào mà chỉ cần học Early Childhood Education này ra rồi làm cái Early Childhood Assistant á, tức là trợ lý cho các cái cô giáo dạy chính ở trong này, là cũng có thể được định cư. Nếu mà xác định đi học Early Childhood Education và ra làm cái nghề này, nó hơi cực một chút và nó đòi hỏi phải yêu trẻ và có nhiều cái kỹ năng khác, thì có thể nghiên cứu cái tỉnh British Columbia để tới mà học. Còn một số tỉnh thì nó không nằm trong cái diện ưu tiên.
Mặc dù là Canada vẫn đang rất là cần cái nguồn nhân lực để chăm sóc trẻ và để dạy trẻ, còn ai mà có sở thích đi dạy tiếng Anh hay là đi dạy học đó thì cũng nên nghiên cứu lại, tại vì cái giáo viên thì Canada họ vẫn thiếu, nhưng mà khi mà họ tuyển vào để có được công việc lâu dài ổn định ở trong các cái hệ thống công lập của Canada là rất khó để vào, và nó đòi hỏi rất là nhiều cái kỹ năng. Một số các cái tỉnh xa thì đang có cái xu hướng là họ tuyển luôn cả những cái giáo viên đến từ các cái quốc gia khác, lý do là họ đang thiếu giáo viên. Còn ở các cái tỉnh lớn lớn đó, như là Ontario này, thì họ đòi hỏi cũng hơi cao, và dĩ nhiên là đi dạy học không hề dễ một chút nào, tại vì không phải có tiếng Anh là đi dạy được, mà phải hiểu được cái văn hóa và phải hiểu được là luật pháp ở Canada. Cho nên là những cái bạn mà sinh ra ở đây đó, hoặc là tới đây từ rất là nhỏ thì có thể theo học, chứ còn mà hết lớp 12 bên Việt Nam rồi mới bắt đầu đi học sư phạm ở đây đó thì cũng trầy trật lắm, chứ không hề dễ chút nào đâu. Họ đào tạo cũng nhiều, cái ngành sư phạm họ đào tạo nhiều đó, nhưng mà khi ra trường đó thì để có được một cái công việc ổn định vào biên chế này kia của công lập nó không hề dễ. Cho nên là nhiều người họ chọn cái hình thức là đi dạy ở các cái hệ thống trường tư hay là các cái trường của cộng đồng địa phương họ mở ra. Thế nhưng mà nói gì thì nói, với những cái học sinh mà đi du học đó thì chúng ta phải nghiên cứu tới cái chương trình nào nó phù hợp cho cái hoạch định cư của mình nữa. Chứ còn mà cứ xác định là đi học thực sự là đam mê thì nó sẽ làm nên thành công, nhưng mà chúng ta có thời gian, và những cái người thực sự đam mê cộng thêm một cái năng khiếu cực giỏi nữa, kiến thức rất giỏi nữa, thì cái khả năng định cư nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Còn lại nếu mà ở cái mức trung bình đó thì chúng ta phải tính cái yếu tố thực tế hơn, là cái ngành đó nó thuộc cái nhóm gọi là định cư hay không, và ở tỉnh bang nào thì nó có chương trình ưu tiên. Tính ra cái trường này chắc cũng cả mấy hectare chứ không có ít đâu, tại vì nó giáp giới với cái khu dân cư xung quanh đấy, chúng ta nhìn thấy nó rất là rộng. Nhìn chỉ có một hai tầng như vậy thôi, nhưng mà nó rộng ở bên trong. Nếu ai mới sang Canada thì nhìn thấy những cái này nó ủa sao, vì sao nó thấp như vậy, rồi nó sẽ chật chội, nhưng thực ra bước vào bên trong thì nó có một cái khoảng không gian rộng rãi. Trường thì có nhiều cửa, nhưng mà gần đây thì vì tính chất là an ninh, cho nên là họ yêu cầu tất cả các trường học là phải gọi là bảo vệ an ninh tốt hơn. Và phụ huynh nếu mà tới gặp học sinh hay là tới muốn gặp trường này kia thì chỉ có được đi vào cửa trước thôi. Tại vì cửa trước là cái nơi mà có cái chuông, nơi mà có cái camera để bên trong bộ phận văn phòng và bảo vệ họ biết được ai đang đứng ở bên ngoài, có an toàn hay không thì họ mới cho vào. Tại vì ở Canada cái yếu tố an toàn, đặc biệt là đối với trẻ, là cực kỳ quan trọng. Ví dụ như các cái khuôn viên này là của một cái trường tiểu học công lập, nhưng mà mọi người có thể tới đây. Tuy nhiên là họ có một cái bộ phận giống như là quan sát đó, những cái người mà lạ, những cái người mà tới đây có một cái hành vi nào mà đáng nghi ngờ thì thường thường là họ có cảnh báo. Ví dụ như thỉnh thoảng thì trong trường này cũng có một vài người có thể là họ bị cái tâm thần gì đó, rồi họ tới các cái cửa ở bên ngoài này, bắt đầu họ nhìn vào rất là khả nghi, thì ngay lập tức là trường họ thông báo về cho phụ huynh là có một cái đối tượng nào đó khả nghi, không an toàn cho trẻ, và tới
nhìn qua cái cửa sổ của lớp học chẳng hạn đó. Và thông thường như vậy thì họ họ gọi cho cảnh sát và cảnh sát họ tới để họ điều tra và họ trấn an cái tình trạng. Tuy nhiên là nhiều khi trong trường người ta cũng có nhiều lớp nó không biết gì hết, nhưng mà cuối cùng phụ huynh nhận được một cái thông báo rằng là có một cái trường hợp đáng nghi ngờ đến trường. An toàn, an ninh là một trong những cái yếu tố mà khiến cho người dân của nhiều nước khác họ mong muốn tới đây. Vì cái xã hội nó trật tự, nó an toàn, cho nên là nhiều người họ chọn cái nơi đây để họ đến và định cư. Có nhiều cái yếu tố khác nhưng mà đó là một cái yếu tố. Ví dụ rất nhiều người họ cảm thấy ở Việt Nam cái môi trường nó không có thực sự là an toàn cho trẻ. Nó có trường hợp là bạo hành trong trường học, rồi là bạo lực học đường, rồi cái việc là giáo viên gọi là đì học sinh chẳng hạn, thì ở Canada nó ít hơn rất là nhiều. Không phải là không có mà nó ít hơn rất là nhiều. Và đó là một trong những cái yếu tố khiến cho nhiều gia đình họ chấp nhận bỏ quê hương của mình để họ đi sang đây. Mặc dù là thời tiết nó rất là khắc nghiệt. Mùa đông thì quá dài và rất là lạnh. Nhưng mà họ vì tương lai của trẻ, vì sự an toàn cho nên họ quyết định rời Việt Nam để họ sang đây. Chứ thực sự mà nói thì để kiếm tiền thì có khả năng ở Việt Nam kiếm tiền tốt hơn rất là nhiều, cơ hội rất là nhiều. Chứ còn ở Canada thì cuộc sống nó cũng bình yên, nó an toàn nhưng mà nó không sôi động như là ở quê hương của mình được. Kiếm tiền nó cũng không hề dễ, tại vì cái hệ thống gọi là kiểm tra thuế má, đóng thuế nó rất là chặt chẽ. Đấy, cho nên là để kiếm được tiền nó không hề dễ một chút nào. Xe thì chạy vẫn điên đặn, nhưng mà từ lúc nãy giờ thì gần như là không thấy có một cái tiếng còi nào. Tiếng còi xe đó không có. Tiếng còi xe nó nhiều nhất á, ở Canada, gọi là nhiều nhất thôi. Tức là cũng có nghe tiếng còi xe, thì nó thường rơi vào các cái thành phố lớn. Ví dụ như là Vancouver, Montreal, Quebec, nơi mà xe cộ nó lưu thông nhiều. Và những cái tiếng còi đó là tiếng còi xuất phát từ cái việc là cảnh báo cho các cái phương tiện giao thông là phải đi cho nó đúng tốc độ, nó đúng luật. Rồi một số là vì người ta thiếu kiên nhẫn, đặc biệt là những cái người mà ở các cái thành phố lớn. Thì cái khu vực mà tôi đang sinh sống là thành phố Mississauga. Thực ra đây là một cái khu vực thuộc Toronto mở rộng, người ta gọi là GTA, tức là khu vực phụ cận của Toronto. Dân số nó rất là đông. Với dân số của Canada hiện giờ là gần 41 triệu, thì thành phố này là đã hơn 1 triệu dân rồi. Cho nên xét về mặt dân số là thành phố Mississauga này đứng thứ 7 ở Canada. Tuy nhiên là cái đất đai nó vẫn rất đang còn rất là rộng. Xe cộ nó đông nhưng mà nó vẫn rất là trật tự, nó ít ồn ào so với thành phố kế bên. Đi từ Mississauga này mà chạy bằng xe hơi khoảng cỡ 15 phút là đã tới địa phận của Toronto rồi. Và lên tới cái trung tâm của Toronto thì nó mất khoảng tầm 25 tới 30 phút. Nhưng mà Toronto thì tôi lại không thích, tại vì nó quá ồn. Nó ồn so với cái lứa tuổi của mình. Hiện giờ là trung niên rồi, cho nên cái việc mà ồn ào là đã trải nghiệm đủ rồi. Nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh sang đây. Cho nên là thường tôi không có thích ở những cái nơi đông mà
về những cái nơi nó hơi nông thôn một chút thì càng thích. Nhưng mà cái thành phố Mississauga này có thể gọi là thành phố, nó nằm ở giữa cái nông thôn với lại là khu vực đại đô thị như Toronto. Nó vẫn có tính chất hiền lành hơn rất là nhiều, nó trật tự hơn rất là nhiều so với thành phố Toronto hay là Vancouver. Nhưng mà ai đi Vancouver rồi năm nay mùa đông ở tỉnh Ontario nói riêng và ở toàn Canada nói chung nó rất lạ. Người ta gọi là trong vòng 20 năm trở lại đây mới có một cái mùa đông mà nó rất là lạ như hiện giờ. Vì tuyết nó ít là cái thứ nhất, trừ một số tỉnh ở phía Đại Tây Dương thì có bão tuyết gì đó, và thường là hàng năm họ vẫn có rồi. Còn ở Ontario này là từ đầu mùa đông tới giờ, tức là chúng ta cứ tính vào khoảng cỡ tháng 11 tới bây giờ là đã giữa tháng 2, nhưng mà chỉ có một hai đợt tuyết thôi và sau đó nó lại tan ra rất là nhanh. Còn hôm nay đó là lên tới 7-8 độ C, còn hôm qua là tới 16 độ C. Hôm qua là gần như là nóng luôn, ngồi trong xe là thấy nóng luôn tại vì nó tới 16 độ C lận. Thế còn hôm nay là 8 độ C, mặc dù hiện giờ là đang có gió thì nó hơi lạnh một chút xíu. Nhưng mà nhìn chung đây là một mùa đông rất lạ lùng. Tôi đến đây là 7 năm rồi thì cái mùa đông này mới thấy có một cái hiện tượng lạ như thế này. Tức là tuyết ít rồi nhiệt độ lại là tăng. Bây giờ muốn trượt tuyết cũng không tìm thấy tuyết luôn. Mà cái năm ngoái và năm trước đó nữa thì cứ liên tục ra công viên để trượt tuyết, nhất là vào tháng 1 rồi đầu tháng 2. Thì hôm nay đang rảnh, chở mấy đứa nhỏ đi tới trường của Andy để cho nó chơi một chút xíu, là livestream để mọi người biết một chút xíu về cái đời sống ở cái xứ rất là lạnh lẽo này, đó là Canada. Còn tổ chức Tết thì thường người Việt Nam họ chỉ làm ở trong gia đình, rồi có những cái nhóm họ cùng sở thích, họ cùng những cái công việc làm ăn thì họ hội họp lại với nhau, họ gói bánh. Rồi ai có tôn giáo như là thờ Phật thì họ hay đi chùa. Rồi chỉ có cuối tuần thôi. Còn các cộng đồng người Việt thì họ vẫn tổ chức những cái hội chợ nhưng mà nó không có rầm rộ như ở Việt Nam dĩ nhiên rồi. Giống như tối hôm qua là ở thành phố New York thì một cái công ty du học họ vẫn tổ chức một cái gọi là hội chợ, nhưng mà nhìn nó cũng đơn giản thôi, cũng có bày bán món ăn này kia rồi cũng ca hát, tại vì nó dành cho các cái bạn học sinh sinh viên trẻ. Hôm qua tôi cũng tới trực tiếp ở đó. Còn trong trường học thì do trường có học sinh Việt Nam với Trung Quốc nhiều cho nên là cũng tổ chức một cái buổi gọi là đón Tết âm lịch Lunar New Year, rồi cũng mời những cái giáo sư người Trung Quốc tới viết thư pháp, rồi ăn uống, rồi ném bao lì xì, bạn nào cũng được lì xì hết từ 5 đô cho tới 50 đô. Còn bên ngoài cộng đồng chung của Canada thì vẫn bình thường, xem như không có gì đặc biệt hết. Hôm nay là ngày cuối tuần nữa cho nên vắng tanh. Đấy, chúng ta nhìn thấy như thế này. Nhưng mà hỏi có buồn không á thì thực sự là ai chưa quen thì thấy buồn, nhưng mà quen lắm rồi đó thì thấy nó rất là bình thường, nó như bao nhiêu cái ngày khác thôi. Không có gì gọi là quá đặc biệt và cuộc sống ở đây nó không xô bồ.
ganh đua, ồn ào náo nhiệt như ở các cái nước gọi là ở bên châu Á chúng ta. Và thực sự là có nhiều người họ sang đây rồi họ lại không chịu được cái sự buồn bã, cái cuộc sống nhàm chán theo cái quan điểm của họ, cho nên là họ lại bỏ cái xứ Canada này để họ đi sang cái nơi khác hoặc là về lại nước của họ. Thì về cơ bản ai thích cái cuộc sống bình yên, ai thích sự nhẹ nhàng, an toàn thì họ lại chọn cái đất nước Canada này. Riêng với gia đình của tôi thì lại thấy nó phù hợp hơn, do cái lối sống từ xưa tới giờ của hai vợ chồng là rất thích sự yên tĩnh, không đua chen, không có nhu cầu gì quá gọi là quá cao về mặt vật chất, và cũng không có muốn cuộc sống của mình nó trở nên nguy hiểm, nó ồn ào quá. Cho nên là khi mà tôi chọn cái đất nước để mà sang định cư thì ngoài New Zealand hay là Úc thì cuối cùng lại chọn Canada, vì Canada có một cái chính sách định cư nó mở hơn với cái điều kiện của gia đình, đó là tôi đi học đưa cả nhà qua. Rất là gió, bắt đầu gió, mà khi gió như thế này thì rất là lạnh. Còn nếu không có gió thì 5-6 độ đối với dân Canada này là rất ấm áp. Còn bây giờ chúng ta nhìn thấy cái cờ đó mà nó bay như vậy đó, chứng tỏ là gió rất là mạnh. Và nhiều cái người ở Canada nhưng mà đến từ các cái tỉnh khác thì họ rất sợ cái gió này của tỉnh Ontario, cũng như dân Ontario thì lại là sợ cái lạnh của những cái thành phố khác, những cái tỉnh khác. Tại vì Canada thực sự là quá rộng, nó rộng gấp 30 lần Việt Nam mà, 10 triệu cây số vuông. Riêng cái tỉnh Ontario này không thì đã gấp 3 lần Việt Nam rồi. Cho nên nếu thực sự mà ở cái tỉnh này mà đi hết tất cả các thành phố, tất cả các cái khu vực của tỉnh là bằng đi gọi là 3 lần Việt Nam. Tại vì Việt Nam là hơn 300 cây số vuông thôi, còn cái tỉnh Ontario này là 1 triệu cây số vuông. Tuy nhiên dân số thì rất là ít, dân số hiện giờ mới có 16 triệu, trong khi đó Việt Nam bây giờ là đã hơn 100 triệu dân rồi. Rồi chúc mừng năm mới Lương Văn Tỷ, anh gọi là thầy thuốc Lương Văn Tỷ. Các anh chị có thể nghe được cái tiếng gió nó rít. Nãy giờ quay cho thấy một cái khoảng đất rất là rộng mà chính phủ họ đầu tư cho mỗi cái trường công lập. Thực sự là không cần đến cái mức rộng như thế này, nhưng mà đó là cái chuẩn của họ bên này rồi, đất nó rộng mà. Còn chủ yếu cái việc mà sinh hoạt, học tập này kia là nó nằm ở bên trong. Very sticky one, don't touch it, okay? Why? Cái đó là con lượm cái nhánh thông đúng không? Nó có cái gì trong đó mà quan trọng? À, cái đó là cái mũ đó, hiểu không? Cái mũ của cây thông á, con ngửi thấy nó có cái mùi không? Cái mùi dầu của cây thông đó. À, nói tới cây thông thì đây là một trong những cái loại cây mà có thể gọi là còn lá qua mùa đông ở Canada. Tại vì nó là cái lá kim cho nên nó không có bị ảnh hưởng nhiều bởi cái thời tiết lạnh. Thì chỉ riêng cái cây này thôi là nó còn lá, còn tất cả các cái cây khác là nó rụng sạch trơn. Nó giống như một cái rừng cháy đó, cho nên nếu mà ai đi sang Canada mùa đông á, thì nhìn nó chán lắm. Nếu có tuyết lên á, thì thật sự nó đẹp, nó dính trên cây này nọ thì nó đẹp. Còn không á, thì đi dọc cái đất nước này từ đông sang tây
đều thấy những cái cây mà nó trơ trụi lá, nó nhìn giống như là cái rừng cháy. Tuy nhiên là thêm khoảng cỡ hơn một tháng nữa bắt đầu nó đâm chồi nảy lọc, rồi nó lên lá, lên mầm non rất là nhìn rất là yêu đời, rất là tràn đầy sức sống. Xong sau đó thì tới tháng 6, tháng 7, tháng 8 thì lá cây nó sum suê, hoa thì nở khắp nơi. Rồi bắt đầu tới cuối tháng 9 thì lá nó chuyển màu vàng. Rồi tới tầm tháng 11 là rụng sạch trơn. Cho đến tới đầu tháng 4 thì bắt đầu lá cây nó mới lên lại. À, thì chỉ có cây thông này á, là mới chịu được cái lạnh thôi. À, lá nó vẫn còn. Thì cái hình của nó là lá kim. Chúng vậy. Mấy hôm nay là thời tiết nó ấm lên cho nên là bắt đầu nó xanh lên lại rồi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong một cái chương trình tường thuật khác. Chúc mừng năm mới bà con Việt Nam. Chúc mọi người ở Canada một ngày tốt lành, một ngày thứ bảy bình yên và tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại.